Hai xin chào các bác này. Đây là ngày hôm nay nhà em đây. Hai siêu phẩm các bạn. Đấy, từ sáng mà đến tối đây chỉ được hai con thôi các bạn. Một là con Ba La đời 2015. Con này thật ra thì phải tầm mười mấy bác dặn em là cứ lên được là gửi cho, nhưng thôi em cũng rất nhiều tin nhắn, nhưng các bác nào mà chú ý mà xem video của em đấy thì em sẽ bán cho con này. Con đời 2015. Đấy, Ba La đời 2015 các bác nhá. Chạy ga G32, chạy ga G32 các bạn. Cực đẹp. Hàng nguyên bản hết 100%. Đấy, đây. Hàng nguyên bản 100%. Chạy ga G32 các bạn. Chạy ga G32, những em thường em nói con ga G32 các bác biết thừa đấy. Form dáng cực mới luôn, hiện đại. Đấy, ga G32 cực tiết kiệm điện. Đây con này này. Đấy, con này vẫn là cái giá cũ thôi các bạn. Vẫn là cái giá cũ thôi. 5 triệu rưỡi em bao đủ đồ các bác nhá. 5 triệu rưỡi đủ đồ tư thế nào? Bát lưng, điều khiển, cục đuôi nguồn. Đấy, đây con form 2015 máy 9.000. Con này chạy được phòng 12 mét vuông đổ về các bạn. 12 mét vuông đổ về đến 10 mét vuông thì càng tốt, càng mát các bác nhá. Đây, Ba La 2015. Đấy, cực đẹp các bạn. Siêu đẹp luôn, 2015. Đấy, một siêu phẩm đến từ Panasonic đời 2015. 5 triệu rưỡi bao full đồ các bác nhá. Đấy, một con thứ hai là con cũng là con Latiola, đàn em của Panasonic. Đây, đàn em Panasonic máy 9.000. Hàng chức năng, con này thì nó lại là hàng chức năng lưng, nia, dọn, dàn. Đấy, full tính năng các bạn. Full tính năng con Latiola này, máy 9.000 cũng chạy được cái phòng từ 12 mét vuông đổ về như thế. Đấy, với cái giá như vừa nãy em nói là 5 triệu 2 các bạn. Giá 5 triệu 2. Đấy, 5 triệu 2 là 5 triệu 2 là các bác cũng đầy đủ đồ. Ui, ok, bán bay đầy đủ luôn. Đấy, cũng bát lưng, điều khiển. Đấy, đầy đủ đồ. Còn 5 triệu 2 này, đúng, đấy, như siêu phẩm luôn. Siêu phẩm, đấy, Latiola. Một Latiola, hai Ba La các bác nhá. Đấy, các bác nào mà xem video của em đấy thì em sẽ bán riêng cho bác này. Cứ nhanh tay chuyển khoản cho em trước, em sẽ bán luôn cho con 2015 này, con Ba La này. Con này cực hot. Con này tầm mười mấy người dặn em rồi. Đấy, có hai bác người Thanh Hóa, hai bác người Nghệ An. Đấy, đây này. Cực đẹp, đấy, cực đẹp luôn, 2015. Siêu phẩm 2015 đấy các bác nhá. Đấy, ai dặn em trước mà ai xem video của em trước, em sẽ bán cho các bác con Ba La 2015 này với giá cực kỳ hấp dẫn, yêu thương này các bác nhá. Em không nhắn tin riêng cho ai cả. Cứ ai bây giờ gọi điện trước cho em là em sẽ bán cho các bác. Tức là ai xem nhiều video của em, em sẽ tri ân luôn con 2015 này. Cực đẹp này các bác nhá. Đấy, các bác nhìn được siêu phẩm chưa? Đấy, đẹp, trắng đẹp, zin bản 100% từ nước sơn. Chỉ có tem này. Tem này các bác là cái tem trang trí các bác nhá. Các bác không nên bóc, kể cả tem này ấy, không nên bóc, em chỉ là cái tem trang trí thôi. Còn tem zin bản của nó đều là zin bản hết 100 hết. Đấy. Chỉ là tem trang trí thôi để cho nó đẹp, nó hấp dẫn lên. Nhìn nó máy như của máy mới không hả các bác? Có nghe không? Nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó yêu thương. Đấy. Nên các bác không bóc tem làm gì. Tất cả các vết này em đều sứa hết rồi. Em đều sứa rồi các bác nhá. Em sứa hết rồi này. Sứa rồi. Nên là nó chạy bình thường, không ảnh hưởng gì đến lúc hoạt động cả các bác ạ. Đều không ảnh hưởng gì cả. Đấy, đều đẹp cả. Đấy. Con máy này nó sẽ là lưng nia rộn ràng, Latiola các bác ạ. Lưng nia rộn ràng. Đấy. Em sẽ quay mặt sau nó nhá. Đây mặt sau này. Đấy. Nói chung là mặt cái dàn của nó như 2015 này thì cực xuất sắc. Chỉ một hai vết xước nhỏ. Đây. Con Latiola này thì nó xước hơi xước sâu một tí, nhưng con này nó không quan trọng đâu các bạn, không ảnh hưởng một tí nào hết đó nhá. Đều là đẹp cả. Đấy, siêu phẩm đấy. Các bác nào mà cần thì điện nhanh cho em số điện thoại là 0961519122 các bác nhá. Đấy, điện nhanh cho em. Em sẽ inbox nhanh trực tiếp cho và số Zalo của em nhá. Bác nào nhanh trước thì em sẽ bán trước thôi nhá. Nó chỉ có hai con thôi. Ngày nay cuối ngày rồi em sẽ view chỉ có hai con. Hai con duy nhất trong ngày hôm nay các bác nhá. Các bác nào nhanh tay thì các bác được có những con này. Yên tâm là giá sẽ là rẻ, đẹp chứ không phải là giá đắt. Mà các bác phải lo lắng gì cả. Đấy, riêng nói với shop em rẻ, zin bản. Đấy, chạy tất cả đều ok. Em chạy cả tiếng đồng hồ luôn ấy. Đây này, chỗ này nhà em này, ướt đẫm nước luôn. Từ sáng rồi em chạy tét rất lâu. Tét chạy thoải mái luôn. Chạy nóng lạnh, tất cả ok hết cho các bác nhá. Tất cả tính năng đều ok hết cho các bác. Nên các bác cứ về, chỉ cần ống đồng, bảo ôn, băng quấn, rồi công lắp đặt là các bác đã có máy dùng rồi. Inverter tiết kiệm điện các bác ạ. Cực tiết kiệm điện luôn, như này em dùng hai máy một tháng em chỉ 600.000 tất cả luôn, cả nhà luôn. Mà con máy em toàn máy lớn không à, thì các bác biết thừa đấy.
mà rất tốt cho sức khỏe, như con máy R32 cực tốt sức khỏe đấy. Nhà có trẻ con yên tâm không sợ khô da viêm họng đấy. Như con này nữa, Natula nữa, cực là hay, tiết kiệm điện cực luôn. Như con máy này, máy 9000 đấy, nó chỉ 650W thì các bác biết thừa đấy, chạy cực tiết kiệm điện luôn, 650W tiết kiệm cực luôn các bác. Nên các bác yên tâm về vấn đề điện, điện năng tiêu thụ. Nếu mà chạy công sở thì không được nói về điện năng, nhưng nếu mà chạy về gia đình thì mình phải cân nhắc để mua những máy nào tiết kiệm điện nhất, tốt sức khỏe nhất các bác, không biết đâu. Không phải là dùng con nào bừa bãi đi, cứ thích mua là dùng. Đấy, nhưng con máy nó lạnh quá, các bác nhiều lúc nó sốc nhiệt, nhiều lúc nó ốm, đau tất cả mọi thứ. Nhưng con máy này ok, nhiệt độ rất phù hợp. Các bác bật bật chỉ tầm 24-25 độ, thì em toàn bật 28 độ đều mát. Có cái quạt phe phẩy nữa là tất cả đều ok các bác. Đấy, tiết kiệm điện, mát, tốt sức khỏe. Đấy các bác nhá. Các bác cần inbox cho em theo số điện thoại là 0961519122 các bác nhá. Rồi cảm ơn các bác xem video của em. Các bác mà xem video của em thấy hữu ích thì các bác cho em một lượt thích, một lượt chia sẻ các bác nhá. Bác nào mà mới xem video thì cho em một lượt đăng ký kênh, vấn vào chuông thông báo để nhận những video mới nhất của em. Xin cảm ơn ạ.